Ở trên đây là cái vàng đậu rồng của mình không? Bây giờ nó bắt đầu ra trái rồi nè. Trái nó cũng lai gai hoài luôn á. Còn mướp này thì nó bò lên dây hú hoa luôn. Đậu rồng này mình cho nó bò lên cái cây vú sữa. Rồi, hello cả nhà, mình xin chào cả nhà và các bạn nha. Chào cả nhà và các bạn. Hôm nay nhà mình ăn cá bóng mú hấp cả nhà ơi. Này đã chị Sáu à. Này Sáu gì chơi. Giờ gọt khóm làm mắm nêm rồi vậy? Dạ. Cá hấp cuốn bánh chén chấm mắm nêm. Có nhái nha, có mấy vũng nước nè. Nó có mấy nhái nhiều lắm. Nhái bự bự quá. Té bông đó hả? Té kêu làm biến nè. Wow wow chó lẹ. Ngâm nước hả? À? Này ngâm nước mới nở rồi chứ. Nước nó mới xè ra. Mỹ làm được này không Mỹ? Ừ. Mỹ làm được không? Mỹ làm được nấm mèo nè. Nấm mèo nè. Nấm mèo này để chân cá. Hay còn ăn chay hay là ăn mặn rồi? Còn ăn chay, ăn hết hát rồi. Còn ăn chay nè. Hai với chị Hai với vợ sướng ăn tường hết. Thôi ăn chay được tốt. Thanh lọc cơ thể. Cái nấm mà nó hơi trắng. Ủa, trắng thì đó mới ngon á. Bự lắm rồi hay rồi, bự nữa hả? Có bự nữa, bự qua đây thui hà lúc trước thôi. Nhà mình chuyện nhiều khi nó mua có đợt nấm đó đó. Vậy hả? Ừ. Chắc nó tùy loại cây quá, tùy loại cây mà nó mọc ra. Ừ, làm sao mà cái nấm nó bự quá. Cái Mỹ sáng giờ đi. Có ớt không? Tỉa chứ ớt được không? Có ớt gì? Ớt không có vào được. Ớt phải chẻ. Thôi Mỹ dọc nước chứ Mỹ làm gì Mỹ ơi, lấy cái tay đi Mỹ ơi. Mỹ làm phụ mà. Cái này nè chị nãy em ăn chút xíu rồi. À mắc cừ quá ha, hồi nãy hỏi để nguyên cái này á, trẻ sợ chứ tự nhiên cái chị trẻ nè. Ủa? Trẻ gì vậy? Trẻ cho nó ra trái. Là để nguyên cái trái sao trẻ ra cái bông bự luôn. Nguyên trái hay không mày hứa làm hai rồi. Mà để nguyên á. Làm thành cái bông. Còn cái khúc đó sao trẻ vẫn được á, còn khúc dài đó. Tại nó trái chớt này nó bự nó dài mà. Sợi gãy lên luôn, gãy chung với hành cho đẹp. Đây là cá hấp Hồng Kông nhưng mà làm không biết đúng Hồng Kông không. Thôi mình cá hấp thôi. Ăn được không? Mẹ. Bánh gì vậy? Bánh. Ai mua? Bánh hồi nào mà ăn con? Có cái tô không hay? Cái tô ngâm rồi hết không? Ừ. Con mũi nha, con mũi bự nó đớp con nha. Mẹ thấy rồi đó. Này là con cá bóng mú nè. Này là nghiệp, hấp với luộc riêng. Này là nghiệp dư. Sao để dưới thớt cái sao đưa cái mũi vào sao chẻ? Kéo nó, đúng rồi. Đó, kéo nó vậy đó. Thông minh vậy. Trời ơi vậy mà cũng không biết nữa. Nó để xuống là trẻ nó cái tô đó hơi nhỏ đó sao rồi nó không có bùng nổi đâu, lấy cái tô bự. Lấy cái thao luôn đi cho nó bự. Thịt ba gọi mà sao có con heo này cái lông nó đen đen, chắc con heo không biết heo gì luôn. Hành phi có còn không? Hình như cái đó là có luôn xả được không? Có xíu xả. Mình hấp cho con xả vô nhiều không? Xả nhiều. Thích à? Hả? Xả cái đó kia vậy? Xả kia vậy? Bữa là ăn bún
khoai rồi. Con này ăn thấy bà bự chà bá. Này là muối nghệ. Trời ơi. Gì vậy? Thức ăn. Dẹp bảy chục lần đã ăn hoài nha. Không biết rồi nha, ai dẹp á. Rồi cái hủ tiêu đâu ta? Hủ ăn với hủ tiêu để riêng mà, để chung gắt vô ăn. Ăn hành cá luôn á. Rồi hả? Rồi. Không có ảnh tưởng hủ tâm. Ảnh tưởng hủ tâm. Chút gà ai gờ thức ăn. Thức ăn cho mấy con cá bảy màu nhỏ nhỏ mà. Mỹ Mỹ cho cá ăn gì bố ơi? Cho cá ăn, cho cá ăn được không? Cá còn hộp. Kìa, lấy cái hũ thức ăn kêu mở út đưa. Rồi, dặn ngay chỗ đó ra gắt cho nó ăn đi. Gắt gì gắt muối vậy đó biết không? Đó đúng rồi, ngay cái lỗ rồi đó. Đó hôm qua con bé đây nè con. Cậu mà không biết bao nhiêu rồi đó. Đó gắt vô con. Gắt chỗ trống trống á. Cái Vi hôm qua nó chạy Út hay ha, Út nuôi được cái con cá cam cam á, cái gì? Nó kêu bằng cái gì nè? Con cá dạ quang gì không biết. Cá gì đó nó ở ngoài con nuôi không được, nuôi là bị chết à. Cái này nó cũng chết bớt rồi đó nhưng mà nó đẻ được cá con nhóc chưa? Rồi được rồi đó con. Nó cá con nhóc chưa? Trốn ở dưới rồi Mỹ ơi. Út có nuôi ba nữa Mỹ. Đâu? Đó trong cái dẻo dưới mương á, màu xanh đó, trong cái dẻo màu xanh dưới mương thấy không? Trong lưới màu xanh đó. Nuôi trong đó đó. Đi hai con muốn cho ăn cá ăn bằng thức ăn. Có dầu hào nữa sao? Ừ, có dầu hào. Bỏ miếng dầu hào vô. Trên bếp rồi sao? Để cho miếng dầu hào vô nữa. Miếng bột ngọt, miếng đường. Có cho nước mắm không? Thôi. Mặn. Cái này hồi nữa. Bỏ chung vô kia, chảy lên. Hồi nó gần chín rồi, bỏ sao không? Đúng rồi, bỏ sao với cộng hành. Tắm nó đi. Chở nó lại. Hành sao nhét vô cho bụng nó đó nha. Có hồi nãy chị nhét nó mới vô đây nè. Đúng rồi. Có cái kê cái tô chứ chị? Có, đúng, có. Nước ra đi chị. Múc tô nước ra đi. Cứ đổ vô đầy cái tô đó luôn đi. Không sao chứ. Gió thổi quá nó tấp ra ngoài. Hồi nó cháy nhà luôn nè. Đổ vô cái tô á. Ê đừng đổ vô tô, đâu có tác dụng đâu. Tại nó nóng lắm trời. Thêm nữa, thêm tô nước đây nữa đi. Đổ ngoài á để cho nước nó nhiều. Hồi cái bỏ hành gưới vòng vòng ngoài nữa. Nóng không? Ừ. Đúng rồi. Rồi, được rồi. Cái này gió nó thổi ngược không? Đây chút bị quạt quạt khói. Mỹ lùng đi vô mất tiêu ta. Nãy mới lên. Bỏ vô chổng đi, không bỏ vô tháo năm đi. Nhưng luôn lượng mà mình giải lên có lúc mà nó ra đó. Cái này nó nở chưa? Nở nè. Đây. Nó bung ra rồi nè. Hai cái bon. Đẹp chưa? Ừ, cũng mình. Đẹp đó. Ủa? Nó đặt rồi mà phải không? Đặt đi, mới con miếng nè. Chừa lại đó. Nay đâu có ai nhiều đâu, có mấy người. Này là mắm cá cơm phải không? Ừ, mắm cá cơm.
cầm khóm cho nhuyễn vô nó ngon. Nhiều không? Khóm vậy có bị nhiều không? Không không, không nhiều đâu. Khóm nhiều nó ngon. Công nhận trồng cái bụi bông súng nó xứng đáng thiệt, nó gà quá trời luôn. Bữa con xuống ruộng ba cái lá dạ sao được mười mấy ký trời, tính bỏ, tại lá dạ ngoài cưng tính bỏ rồi, cái thôi cái đem đi bán luôn, đưa cho hai bán được mấy chục ngàn, bán lại cho mối nha, cho mối người ta bán lại bằng hàng á, cho tao bán lại, bán 30 ngàn thì tao bán được cũng khoảng 100 ngàn chi tính bỏ. Tính bỏ nhưng mà thôi đem đi bán được thì bán. Còn bán không được thì cho người ta bớt mà hên bán được. Bởi vì bông súng là trời nhiều người thi người ta kiếm không có. Ờ à, đúng rồi. Nhưng ngoài chợ người ta cũng bán cộng không chứ đâu có bông đâu, người ta cắt khúc khúc đoạn đoạn á. Bữa nay nó ra chùm bùm nữa rồi. Nó nở nhanh lắm. Lẹ lắm. Sen thái nhưng mà không biết trồng nó sống không, tại người ta trồng kiển ở trong chậu mà cũng đem xuống bỏ mương trồng. Em nẻ thơm hơn mấy em ở trong chai nha. Ừ, trong chai kiểu như là nó giống như bảo quản gì đó, để bán lâu dài. Còn còn cái này là mắm liêm gời. Nó làm nhà nó đem bán chứ không có làm dạng đóng chai mấy công ty. Đúng rồi, đóng chai với mấy công ty rồi. Áo vàng với sáu rồi. Trời, đi Hà Tiên mua cái áo nè. Bây giờ có cái áo vàng với ông sáu hả? Có cái áo màu vàng nhưng mà không có chữ Hà Tiên. Phải cái áo vàng à, à. Cái áo vàng à, bật chung cặp luôn à. Cây nhào không được rồi, chặt rồi nè, nó ra từ quá trời, ra trái con nhóc chưa. Ờ, có cuốn chung cũng được mà có cá rồi cuốn tôm vô nó bị chỏi chỏi không? Thường cá với thịt nó sẽ ngon hơn. Tại vì có miếng thịt. Cho mình dòng cá nè. Đâu? Trời ơi con cá gì đâu, sao nó úp nóc rồi. Nứt mẻ hết. Chín quá chín. Cuốn tàu luôn không? Chút mới để ra để giờ. Để dễ sớm quá cái... Nó gục không? Ừ. Chút để chung với hành luôn. Nó có thể để để chung hành. Hành là hồi bắt nhất ở đây nè, để lên. Ờ cũng được. Chứ để vô trong đó rồi đậy nắp cái nữa là nó vàng khè, nó vàng. Đó, cá chạy lưới gì, chơi gì lưới nè, cái gì? Cá chùm mền. Ờ, chùm mền đó, thấy không? Quá thơm ngon luôn. Vậy lại 5 phút nữa là xong. Thịt ba gọi. Cái này còn có 2 gọi rồi, chứ không phải 3 gọi nữa. Không chịu ăn hả? Là chưa có đói, chút xíu nữa nó mới ăn. Cù thắng thì ăn cơm rồi. Mẹ lấy gì vậy sao?
ta để đem ra, ra ngoài ta để vậy nó ngồi bưng ra luôn đó. Đâu có mà đâu không có đậy lại nữa, bỏ vô cái lấy ra. Không nha, từ từ nha. Trời ơi cái bông nó đẹp nó đỏ. Ngạnh cũng mua mấy cái mình quên gắt tiêu vô rồi. Giờ mình gắt sơ sao bình thường, giờ giải giải nó dài cả hộp. Giải vô. Mẹ bữa nay còn ăn chay. Có muốn chị hành hay miếng canh không? Chắc ít thôi, nhiều quá họ dính vô Mỹ ăn không được nữa. Có một miếng cho nó thơm được. Hai hai con ăn tương hả? Ừ, ăn tương thì ra ăn với mẹ. Rồi, ăn miếng bún với rau nè, chất tương vô. Rau hả? Miếng mắm nêm rồi, không ăn á. Miếng mắm ăn tương, ăn mắm cái cơm hả? Ăn cơm chung mẹ kìa. Đó, thì ngồi đó ăn chung với mẹ luôn. Bỏ đồ chai vô cuốn luôn hai. Bỏ đồ chai vô cuốn luôn. Chơi vô tô hả? Thổi cuốn. Bỏ rau vô. Tô bỏ rau vô. Mời cả nhà cùng ăn cái gì, cá cá của Minh Tráng nha. Mời cả nhà ăn cá của Minh Tráng. Mình mời cả nhà ăn ăn tương. Ăn tương. Ai ăn gì ăn? Ai ăn tương thì ăn với mình. Rồi bánh tráng này hình như là mềm quá, đừng nóng nhiều quá nha. Giống như bằng cái người thì làm bột gạo, người làm bột sẵn nha. Để cái lọ này nó mỏng á, có lọ dày lắm. Cháu để trên là rau lần hồi nó quéo queo hết queo. Rồi khai đào con cá đi, hui nó ra. Cháu khai đào đó đi cháu. Giờ để cháu sắp rau lên cái rồi khai đào nó liền. Quay hả cái gì hả? Trung gấp miếng ớt này quắn vô vô. Con tôm. Thơm lắm á. Con tôm. Sao biết không? Cái bánh tráng này sao bỏ rau lên nở mềm mà. Xuống có điện gì không? Mày có bươi điện cái này sao? Mày dẹp nó ra đi. Khám rồi chưa? Chưa xong. 3 tiếng đồng hồ nữa. Rồi. Khám xong chưa ha? Còn lấy kết quả? Chưa có xong nữa. Ồ, thịt trắng nổ nè. Thịt ngon. Xù nó hay ăn, nó tranh thủ nó chạy ra. Nam Y ra trước rồi đó. Thịt heo để lắm. Nam Y nó lẹ lắm. Rồi cái gì? Nấm mèo trong người đây. Rồi con có nấm mèo rồi. Chan chan cái nước lên cá sao? Lấy cái dĩa để cái bánh lên cuốn mới được, để tay dĩa nó rớt lật được. Dọn dọn chỗ trống trống để cái dĩa dễ cuốn hơn. Cái dĩa dễ cuốn. Còn cuốn là còn lấy cái tấm thớt không? Lấy tấm thớt ở bên Nhật là cưng ăn, con mua riêng cái tấm thớt để sắt đồ cái gì á, gao cũ rồi đó. Lấy tấm thớt nó cuốn. Câu cá muốn cầm dĩa nó rớt lật được. Câu cá muốn cuốn cũng khó cuốn lắm. Để chấm dĩa em cuốn một lần. Một miếng bún luôn. Này bố ăn bún ít thôi, chủ yếu là rau, cá. Đụng rau cho nó ngon. Đây còn kéo rồi múc rồi. Cái nguyên cục bự này. Đâu mắm nêm đâu, múc ra chấm luôn. Sau này để đúc Mỹ. Ở Mỹ không có ra. Mỹ ra chơi với thằng Thắng rồi. Đó, thằng Thắng không xuống ăn. Nó mới ăn cơm, kêu nó mới ăn cơm mà. Ăn cơm rồi. Ừ. Cù lên nó ăn sớm lắm. Rồi. Sáng tao dặn rồi. Cái. À. Ăn kêu lên ăn cơm nha. Rồi, dạ. Cả nhà cùng ăn nha. Rồi, lụm. Quá ngon. Ngon. Nhà có mình tao lên đây tao ăn cơm. Em lựa cái ngon không nổi không được. Ngon ngọt. Mấy mắm tập mắm nêm luôn hả? Mấy cá. Con có hai bữa con đi chơi. Em cũng làm một hộp cho mẹ. Để cho mẹ ăn trọng niệm con ơi. Mẹ ăn trọng.
Hai, rau đồ hay để vô hay ăn. Được gì lấy ăn. Còn cái kia có pha bột gạo vô. Bánh tây ninh không à? Cái này là đúng là dai nhưng mà nó dai mỏng, nó mỏng. Ngon quá. À. Bánh của tám là bánh tây ninh mới ngon. Đừng thiếu nước. Bánh tráng tây ninh rồi. Ra bánh tây ninh. Bản làm là bánh tráng đó. Muối tôm. Muối tôm chứ là bánh tráng là món đặc sản ở Tây Ninh đó. Bởi ai đi Tây Ninh cũng mua muối tôm, muối bánh tráng vậy. Đặc sản. Đó. Cho gốc thì muối mắm. Đi Châu Đốc giờ còn bán cái bánh mì nhỏ nhỏ giống như hồi xưa mà biết đó. Cái điểm mua chỗ này chỗ nào ngon bán chỗ nào ngon hết ngon giò cái chỗ nào cũng làm ngon vô đi qua phía bên kia có hàng rào còn bán hả khu ở trong mà cây cối rồi không hả lên trận nó có mấy con khỉ á nó ra hàng rào á nó ngồi trên mấy cái cục bá đó nó ngồi trên chân đó nó ngồi ai ngang qua lại có rồi ăn cho nó ăn chè tay lấy đóng bánh buộc thề chứ không có bị đâu khô nó ra đó nó ngậu xin ăn chung biết bánh mì nhỏ luôn à bánh mì nhỏ có đường mà chung cái bột bún này nè bún đó nào bạn trai mua đũa cái gấp luôn đi bột bún quen à ăn nữa thôi thấy ba gà tao thèm chén cho bạn. Rồi.
lâu lắm rồi không có ăn cá bóng tượng nha. Bóng tượng nó muốn giống nhau à? Để bóng tượng ăn nó dễ hơn á. Đâu có bóng tượng bự đây chứ nha. Đúng rồi. Có chút chút không à? Bóng tượng nhớ là 10 rồi, buổi tối ra rồi á. Thua rồi, bánh tráng này thua rồi. Ăn cái nữa đi. Cuối cuối rồi. Bánh tráng này không có gì ai. Ngon bóng tượng. Rồi, cái bóng muối nó mất tiền thôi mà. Mất tiền nó ngon hơn. Lựa chắc khoảng chừng 250 một ký vậy. Con muối mắc hơn. Con muối ở đây nó bán 300 ngàn ký. Hồi đấy mình đâu có ăn cá bóng tượng nữa. Có mà đa số hồi xưa có là để bán không à. Bán có giá. Đó mình có mình bán không có ăn đâu biết. Bán có giá. Câu tượng nó được cá bóng tượng là để đi bán để mua cá cho bạn hàng. Không có tiền đó phải hình. Không có tiền gì cũng bán. Không có tiền cái gì cũng bán hết. Mày bỏ đâu kho vô mày đặt tôi bán là vừa nè. Bắt được con cá nào bự ngon thì đi đến bán. Cá bóng tượng á mày kho. Cá vụn cá ấy hơn. Chết cá vụn. Tôm cũng vậy, xưa bắt được mấy con tôm vàng xanh rồi đó. Là cốt rồi là bả mua trước. Rồi xong rồi không rồi đem đi chợ bán. Đó anh hai. Cho con cái muỗng xong lớn chạy được dính được có ba con tôm mà cũng phải đi vô chợ bán. Năm nay hai ba con cũng đem vô chợ bán. Bán cho mấy bà bạn hàng đó. Cá tượng với mẹ hổ tương trong cái tượng á. Ngon. Cái tượng hổ tương trong tượng. Mình bán không tiền, dính con cá còn bự mà ngon, mình bán có tiền. Con cá bóng tượng, sao nó giống cây. Kỳ trong mắt cười rồi, con cá ở nửa cái vô vậy, cái lóc á. Nó bưng ra chợ tao bán, bưng ra chợ bán mà đi đường tắt cái ruộng lên ba đầy đó. Nước á, cái ruộng thì nước không hà. Nó bán được ba ngón rồi. Con cá nó, con sách trong cái thùng xô á, nó phóng lên. Không nước á thì ngập trên bờ ganh thì đi, đi nước ngập nó mất tiền là đi mà té lên té xuống rồi ngoài nó phóng xuống ruộng nó chạy trời ơi nó phóng xuống ruộng rồi nó chạy ông nội ơi nó chạy nó phóng 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 tao rượt quá trời tao rượt giết tao mệt đuối luôn tao khóc chết rượt giết rồi cái nó chạy xuống dũng luôn rồi hết bắt luôn con gì bạn cá lóc nửa ký lô nó đi bán con cá bự nhất nó phóng ra ngoài phóng dữ lắm con cá nó có con nó bự nhất đó nó được theo phóng tiêu được gì lợi nó được nó rồi đâu có lợi nó đâu nó chạy quá trời nó phóng ra được rồi vụn có cá thứ hai nó hót nó hóng trời nó chạy nó ghê luôn mỗi lần mà ông nội em thấy cái mưa nó hằng nó mãi là mà một nước đất mà nước mưa nước đất nước mưa hả cái lưu đó là nó không hết luôn á lưu nhỏ là không hết nói gì cái sông mình cái xẻo mình đây nè ngày xưa tôm á ờ nhóc hết trơn anh hai mày cá cạn rồi cơm nó quơ đầu gâu á đỏ nổi đỏ hồi đó đăng á gâu đỏ đăng ở ngoài sông đăng bít ngang ra rồi nước gầm cá nó dồn ra đó hướng cái thằng đó nó tát nó tát sắp dài trong này nè tát xong mà tấu chứ chưa nó ngủ lại tấu nữa đem mắt cá để cho ủa bực quá bực quá trời ơi bỏ tù cái này nó dở cái bánh chén này nó không có độ dai ở tại nơi bánh muốn ăn bánh chén mua đặt con tám á đừng có mua đâu hết trơn á con khoảng ai bán cũng vậy đâu vậy được khi mà nó thử người ta không? Lấy mấy cái chỗ rẻ người ta lấy bánh rẻ người ta bán không à người ta đâu có lấy mắc tiền không dai con tám nó lấy bánh tây ninh không à nó có mối kêu thở rồi mua đây khỏi mất công đi đẳng nó buộc rồi phải đi đẳng có ngon lành thì nó nấm mèo nó à, muốn ăn bánh tráng à cứ chịu khó đi lại đặng tám mua đi đừng mua đó mà tầm bậy tầm bạ không có ngon bánh của nó là mình nó lấy bánh tây ninh nó dai nó ngon lắm mà cái bánh người ta đâu có mỏng lét vừa ăn lắm cái bánh của mình mà lúc có nhập khẩu anh thì có bán có bỡ mua nó hiệu qua sen rồi nó dày sen hoa sen cái bánh nó đổ gấp đầu rồi để nhìn cái này mình ăn tướng luôn rồi. Rồi. Bánh này của ông Tây Ninh làm nè giờ dữ lắm bánh có là tám mà bánh ở đây là làm cái gì vậy chẳng bàn Tây Ninh bánh có tám á ở đây là mấy cái gà ở đủ vậy chỗ này mất cái Tây Ninh nè cái bánh đó đâu à cái mua đâu á của mẹ mua bánh này bánh thường mình ở đây bánh kem mới là bánh Tây Ninh đó bánh đó chuyện nó mua cho tao đâu có mua bánh này là của ngoài nhà con đem về để trong phòng luôn muối cái này vậy
Cái này không có nhãn hiệu, chắc ở đây mình làm á. Mà bánh kia là của Tây Ninh đó mẹ. Tây Ninh. Cũng bằng. Tây Ninh, Tây Ninh nó có hiệu. Nó có hiệu Tây Ninh á. Rồi sao? Cái bánh tráng mình đang mua ăn á, nó cũng có cái hiệu nữa. Bánh này người ta cái nào ra cái nấy luôn á. Cái này cái dĩ khác nữa mà, cái dĩ nó nhỏ này. Cái chân nó quá mỏng rồi. Bay cho mừng, kẹt xương cho mừng. Không quá cuốn đâu rồi. Rách thôi. Dạ. Cuốn cua hết á. Cuốn cua luôn, cuốn qua còn nó luôn. Sao lấy cá cho cha chưa? Có bằng được nữa không? Đó còn ở dưới. Ở dưới cái bự luôn á. Ủa rồi, hết rồi. Con mẩy cho em. Rồi gia đình mình ăn cũng xong rồi, mình xin kết thúc video. Chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình.